sẽ xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng tăng giá lúa gạo. Theo báo Đài Truyền hình Việt Nam đã đưa tin, đây là nhiệm vụ lực lượng quản lý thị trường đặt ra nhằm thực hiện chỉ thị của Bộ Công Thương đảm bảo giá lúa gạo ổn định trước diễn biến mới của thị trường gạo thế giới. Không dám tăng giá thêm, nhưng giữ giá thì tính ra gần như người bán không có lãi, là tâm lý chung của không ít các chủ đại lý gạo hiện nay trên cả nước khi giá gạo liên tục biến động hơn 2 tuần qua. Theo ghi nhận tại một cửa hàng gạo ở Hà Nội, không có loại gạo nào có giá dưới 15.000 đồng. Với giá hiện nay, người mua vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên, cả người mua và người bán đều cần đến sự ổn định của giá cả. Nhưng cũng lợi dụng thời gian này, các đối tượng liên tục buôn bán, kinh doanh gạo nhập lậu, không niêm yết giá, trên bao bì không có thông tin xác định nguồn gốc, xuất xứ. 52 tấn gạo trắng nhập khẩu từ Ấn Độ, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt được kinh doanh tại cơ sở gạo xã An Ngãi Trung, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Toàn bộ số gạo này trị giá trên 600 triệu đồng, vừa bị đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra. Không chỉ riêng tại Bến Tre, liên tục trong thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường tại Bạc Liêu cũng đã kiểm tra, ra soát thị trường gạo tại địa phương này. Để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, lợi thế trong sản xuất lúa gạo và cơ hội của thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ thị 24 về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ mới khi xảy ra mưa lớn vào cuối tuần. Theo như báo VOV đã đưa tin, từ ngày 19 tháng 8, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, nắng nóng sẽ chấm dứt nhưng lại đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở rất lớn. Đặc biệt lưu ý với nguy cơ sạt lở, lũ quét ở Bắc Bộ trong những ngày tới. Liên quan đến đợt mưa lớn sắp xảy ra ở khu vực phía Bắc, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc Bộ chuẩn bị bước vào một đợt mưa lớn, gây ra nhiều nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 19 tháng 8, ở Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 20 tháng 8 có mưa rào và dông rải rác. Tổng lượng mưa từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm ngày 20 tháng 8 và từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 có mưa rào và dông rải rác. Đợt này mưa không quá lớn, nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ xảy ra trượt lở đất, lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ là rất lớn. Ngoài ra mưa lớn giúp nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc, giảm dần ở miền Trung, ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 20 tháng 8, mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22 tháng 8. Từ đêm ngày 19 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, Bắc Bộ, đêm ngày 19 tháng 8 có mưa vừa, cục bộ có mưa to và rải rác có dông. Ngày 20 tháng 8 và từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 có mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ, đêm ngày 19 tháng 8 Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày 22 đến ngày 23 tháng 8 có khả năng có nắng nóng. Từ khoảng ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đêm ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 có khả năng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, sau chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả sau mưa lũ, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn thời gian vừa qua, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương triển khai theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong thời gian vừa qua. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, ra soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 2.000 tấn đu đủ chín rục, rụng vàng gốc ở Nghệ An, thương lái đánh tiếng thu mua với giá 3.000 đồng trên kg. Theo như báo Dân Việt đưa tin, sau khi thống nhất phương án hỗ trợ, người dân xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An được thu hoạch số quả đu đủ còn lại để bán. Hiện, nhiều thương lái đã đồng ý thu mua đu đủ với giá khoảng 3.000 đồng trên kg. Ngày 19 tháng 8, trao đổi với phóng viên Dân Việt,
Ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Hợp tác Nông nghiệp Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi thống nhất phương án giải quyết với doanh nghiệp, ông cùng các xã viên khẩn trương tìm đầu ra cho số đu đủ còn lại. Hiện tại, có nhiều thương lái đã liên hệ để thu mua đu đủ cho các xã viên với giá khoảng 3.000 đồng trên kg. Cũng theo ông Trung, do thời gian gián đoạn vì doanh nghiệp thông báo ngừng thu mua đu đủ, nên các xã viên cũng không chăm sóc cho vườn đu đủ. Khoảng 50-60% quả đu đủ đã chín rục, thối rữa. Các xã viên cũng đang khẩn trương thu hoạch để bán cho thương lái. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng quay trở lại thu mua cho các xã viên. Người dân cũng mong muốn bán được toàn bộ số đu đủ để thu lại số tiền vốn, công chăm sóc đã bỏ ra. Trước đó, vào ngày 18 tháng 8, tại buổi làm việc, công ty cổ phần chanh leo Nafus thống nhất hỗ trợ toàn bộ chi phí cho người dân với mức 225 triệu đồng trên hecta và toàn bộ số tiền nợ cây giống còn lại mà hợp tác xã còn nợ công ty. Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng giữa công ty cổ phần chanh leo Nafus và hợp tác xã nông nghiệp Tây Hiếu trước ngày 21 tháng 8. Công ty sẽ thực hiện việc chi trả cho hợp tác xã sau khi thanh lý hợp đồng. Ông Nguyễn Quang Trung cũng như các xã viên đều hy vọng công ty sẽ thực hiện đúng cam kết, chi trả toàn bộ tiền hỗ trợ theo đúng thỏa thuận. Như Dân Việt đã thông tin, thực hiện nội dung hợp tác cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm đu đủ giữa công ty cổ phần chanh leo Nafus và hợp tác xã nông nghiệp xã Tây Hiếu, 16 xã viên đã trồng 13,3 ha đu đủ. Nhờ chăm sóc tốt, đu đủ cho năng suất cao, ước đạt 2.000 tấn. Sau đó, công ty cổ phần chanh leo Nafus bất ngờ thông báo ngừng thu mua, khiến người dân có nguy cơ mất trắng 7 tỷ đồng. 400.000 đồng 1 kg cá linh non đầu mùa. Là đặc sản đồng bằng sông Cửu Long, cá linh non chỉ xuất hiện vào mùa lũ nên được nhiều người lùng mua, dù giá bán lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh lên 400.000 đồng 1 kg. Mọi năm, cứ đến cuối tháng 7 là xuất hiện cá linh non, nay lũ đến muộn nên sản lượng cá này ít hơn hẳn. Bán cá linh non ở Đồng Tháp hai ngày nay, chị Kiều Oanh cho biết mỗi kg cá chạy oxy có giá 300.000 đồng. Giá cao nhưng đây là cá còn tươi sẽ ngọt và ngon hơn nhiều so loại ướp đá. Gom được bao nhiêu, tôi bán hết trong ngày, thậm chí không đủ cung cấp cho khách, chị Oanh nói. Trong khi đó, tại Tân Châu An Giang, chị Thoại Nhi cho biết mỗi ngày gom được khoảng 7-10 kg cá loại bằng đầu đũa. Sau khi làm sạch ruột, chị bán giá xỉ 250.000 đồng 1 kg, còn chưa làm ruột giá 200.000 đồng. Theo chị Nhi, giá cá linh non đầu mùa hiện cao hơn 3-5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là mùa nước nổi năm nay đến muộn, lượng cá linh thu hoạch giảm 20-25% so với năm 2022. Cá linh non càng nhỏ giá càng cao vì thịt chúng ngọt và xương mềm. Còn loại to đa phần là cá nuôi, xương to, không thơm và ngọt như hàng thiên nhiên, chị Nhi nói. Ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh, cá linh non chủ yếu được giao bán trên mạng, có giá 200.000-380.000 đồng 1 kg với loại ướp đá. Đối với loại còn sống và thở oxy giá cao hơn, và các đầu mối cho biết thường nhận đơn hàng trước và giao sau 2-3 ngày. Thông thường khách phải đặt cọc 50% giá trị đơn hàng. Tại các chợ truyền thống, cá linh chỉ xuất hiện ở một vài sạp bán cá đồng và số lượng hạn chế 1-3 kg tùy sạp. Chị Hoa, tiểu thương bán hàng bên hông chợ xóm mới Gò Vấp cho biết chỉ nhập được vài bịch cá linh 500 g một bịch vì lo giá cao khó bán. Chợ đầu mối Bình Điền hiện nay cũng ghi nhận cá linh về không nhiều. Quản lý tại đây cho biết sản lượng còn rất thấp, đầu mùa cá hiếm nên hàng đa phần là loại ươm tạo nhưng giá cũng khá cao. Ông Dương Thọ Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Đồng Tháp cho biết mùa cá linh năm nay đã muộn gần 3 tháng so với mọi năm. Nguồn cung cá linh non trên thị trường rất thấp, đa phần là cá ươm tạo, khoảng 1-2 tháng nữa cá mới xuất hiện nhiều. Do đó, giá cá linh non tự nhiên bán ra trên thị trường rất cao, ông Trường nói. Theo ông này, thời gian tới nếu lũ về lớn có thể sản lượng sẽ tăng và giá cá sẽ giảm xuống.